Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Infinity SM122. Hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh xin ghép cặp loa với chiếc âm ly Đờ Lông 890D tem đồng. Hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh test hai chiếc âm ly gửi hai vị khách hàng Đặng Văn Minh, Tân Hà, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng và anh Long, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Vâng, cửa hàng cảm ơn hai vị khách hàng rất nhiều. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thưởng thức chất âm của cặp loa và chiếc âm ly Âm Thanh Đức Hạnh đang phối ghép. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đẹp từ thùng cạnh. Buồn mà tiếc ai.
hoạt động bình thường. Cửa hàng cảm ơn hai bác rất nhiều. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, Âm Thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip lần sau.